đẹp đến đâu thì cũng phải dán phim thôi anh em ạ. Đây là một chiếc VinFast VF6 thì đã qua bên em trang bị ngay một gói phim, đó là phim 3M Crystalline, dòng phim cao cấp nhất của 3M hiện tại. Đấy, với cá kính lái sẽ là CR60 và kính sườn sẽ là CR20. Đây là cái bên em đang dán là dòng phim chính hãng, gói cao cấp nhất anh em nhá. Đây anh em có thể thấy qua video, anh em nhìn thấy là cái ánh sáng, khi mà dòng 3M là dòng phim quang học, khi anh em xịt nước vào nó sẽ có hiệu ứng đuổi màu như thế kia. Đấy, rất là cao cấp và đẹp mắt. Đấy, và cái độ chuyển sáng và cái độ cách nhiệt của nó rất là cao. Bây giờ nói chung là trên thị trường thì 3M đang là hãng phim đi được gần như là đi đầu về thị trường rồi. Đấy, và cái kính này thì anh em vẫn thắc mắc là sao lại dán ở bên ngoài. À, về đây em sẽ giải thích cho anh em. Đấy, cái kính lái của chúng ta rất là cong nên là khi mà muốn sấy, muốn dán được ấy, thì bắt buộc phải sấy và để cho nó ôm cái form này lại, để khi mà anh em vào trong dán nó yêu im và ôm nhất vào cái kính, đảm bảo cái kính thẩm mỹ. Đấy. Còn đây là kính sườn, thì kính sườn đây đang tôi lựa chọn đó là dán mã CR20. Đấy, anh em thấy có độ riêng tư cao và dán kín hết toàn bộ cái khung này để và vẫn đảm bảo cái tầm nhìn cho cái gương của anh em. Đấy, còn anh em nào mà muốn dán phim cách nhiệt hoặc là đang có nhu cầu tham khảo dán phim cách nhiệt đến ngay Akala Thái Nguyên anh em nhé.